Mình chẳng nhìn thấy mẹ gì hết đấy, trắng xóa rồi. Hôm nay mình có cái gậy quay góc rộng hơn, dài hơn. Các bạn ơi, hôm nay tuyết rơi rất là nhiều. Hi. Hi. Hôm nay tuyết rơi rất là nhiều các bạn ơi. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Day 2. Đáng nhẽ làm thử thách 24 giờ thôi, nhưng mà bonus cho các bạn làm 48 giờ luôn. Tức là 2 ngày. Bây giờ mình lại đi bộ lên trên chỗ cái clip để đi lên trượt tiếp đây. Hôm nay sẽ quay được nhiều shot đẹp cho mọi người coi. Quên mất rồi. Do hôm qua ăn tuyết nên là hôm nay bị cảm rồi các bạn ơi. Mình sẽ thử ăn tuyết cho các bạn coi nhé. Có tuyết này. Đừng ăn tuyết nha các bạn. Cảm bị ho, phải đeo khẩu trang rồi. Không nên ăn tuyết các bạn ơi. Yo. Sau khi mà đã trùng đầu trùng mắt kiếng các thứ xong, bây giờ mình sẽ đi. Hôm nay tuyết rơi dày vãi cả đá anh ơi. Anh ơi nói gì đi, anh có chuyện từ bên không? Nói gì đi, tôi che mũi mà. Không lạnh hả? Gọi là cực kỳ xấu luôn. Tuyết rơi đến bao nhiêu phần trăm anh? 80% luôn đó các bạn. Nhìn mà trắng xóa, không nhìn được đường đi luôn mà các bạn ơi. Lạnh lắm luôn đấy. Nếu mà trượt tuyết vào trời nắng thì đẹp hơn nhiều, nhưng được cái nếu mà thời tiết mà như này, tuyết rơi nhiều như này thì tuyết rất là êm nha các bạn. Nó không có bị cứng.
Tuyết rất là êm, cực kỳ êm, trượt cực kỳ thích luôn. Nhưng mà mỗi tội là nhìn đường khó thôi. Với lại mất sức nhiều hơn. Đúng không anh? Anh nói gì đi? Nói to lên. Anh phải nói to lên mới nghe thấy chứ. Không có mic đâu. Các bạn đừng có như mình nhá. Các bạn đừng như mình nhá. Đừng đi vào ngày tuyết rơi nhiều này nhá. Đó. Đây là ở trên đỉnh núi này các bạn ơi. Tuyết rơi nhiều quá. Trắng xóa một vùng luôn. Để nhận thấy được luôn. Đã quá mọi người ơi. Trượt buổi sáng này ấy, là ít người trượt. Nên là tuyết nó còn mới còn non ấy. Trượt bao êm luôn, bao sướng. Bây giờ mình sẽ đi thôi, let's go. Đã quá. Anh ơi. Thank you.
và lên xe buýt về chuẩn bị về nhà thôi. Nói chung hai ngày trượt tuyết vừa qua phải nói là rất là tuyệt vời, mình sẽ nhớ suốt đời luôn đấy. Bạn nào mà ở Nhật nếu mà có cơ hội hãy đi thử trượt tuyết tại Nhật một lần nhá. Nói chung là bao phê luôn, bao đã luôn, không có lời nào để tả nổi ấy. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Thôi thì bây giờ tạm biệt các bạn tại đây nhá. Nếu mà các bạn nào ở Nhật thì có cơ hội hãy đi trượt tuyết và khám phá Nhật Bản thật là nhiều lên để có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Bye bye, chào tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha, Nikochin. Nhớ đăng ký kênh ở bên dưới. Bye, tạm biệt các bạn. Chào.